Thưa quý bà con, máy nướng chuối mịn Takio TK1500 được thiết kế cực kỳ tinh tế. Phía nắp trước được lập bằng khuôn định hình, ở phía sau được thiết kế gọn gàng bằng thép tôn mạ kẽm dày 2 ly và không bị rỉ. Miệng máy bán chuối Takio TK1500 có đường kính 20cm và được thiết kế hướng lên trên, tạo ra tư thế làm việc tốt nhất cho người sử dụng.